Thằng Lê xin chào các bạn. Trong bài chia sẻ này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cách để mình ghi dim, test và định tỷ lệ cho cái bản vẽ mà các bạn vẽ theo mét. Thông thường các bạn quen và phổ biến với lại cái bản vẽ vẽ theo mm. Bây giờ mình gặp bản vẽ hệ mét thì mình làm sao để mình định dạng dim, test và mình định tỷ lệ cho nó ok được. Rồi mời các bạn theo dõi, mình sẽ chia sẻ cho các bạn ngay sau đây. Thì thông thường là những cái bản vẽ như bản đồ, những cái bản vẽ khu đất á, thì bản vẽ tổng thể đó, thì người ta vẽ trên hệ mét lý do kích thước nó lớn, lớn cụ thể là nó vài trăm mét, 300-400 mét, 500-600 mét, cả ngàn mét, thì người ta vẽ theo hệ mét chứ người ta không vẽ theo mili được. Chẳng hạn như cái bản đồ đây mình trích ra một phần từ cái bản đồ thôi, thì người ta đang vẽ theo hệ mét. Bây giờ bạn làm sao để bạn ghi dim test lên trên đây, rồi mình định tỷ lệ cho nó như thế nào? Thì trước khi ghi dim test, các bạn định tỷ lệ trước. Bản vẽ này đang vẽ theo hệ mét và tỷ lệ 1:1, tỷ lệ vẽ là 1:1, tức là dài bao nhiêu người ta vẽ bấy nhiêu đó. Rồi thứ nhất mình chỉ cho các bạn định tỷ lệ tại model và layout luôn. Trường hợp một tỷ lệ thì bạn có thể định tỷ lệ tại model hoặc layout đều được hết. Thời gian làm cũng là như nhau. Rồi giờ mình thử mình chỉ cho các bạn hai cách luôn. Đầu tiên định tỷ lệ tại không gian model. Mình cần lấy A3, lấy khổ giấy A3, rồi chọn khổ giấy, bằng chấm C. Nếu phải khung có chia sẻ lên trên trang thân lên lockbox.com, nhiều bạn vào trang đó không được là do mạng nha, chứ không phải là do cái trang của mình không vào được. Rồi mình trở lại đây, đầu tiên mình định tỷ lệ tại không gian vẽ model luôn, nhấn Ctrl V dán vào. Cái khung giấy này người ta đang vẽ theo cái khung giấy này nè, cái khung giấy A3 này là đang là cái thước là mm. Cái khung giấy này đang là mm, được chưa các bạn? Thì mình đầu tiên là các bạn phải do cái này mà vẽ theo hệ mét, cho nên cái khung giấy á, các bạn cũng phải cho nó về cùng thứ nguyên đơn vị, tức là cái hình này người ta đang vẽ theo hệ mét thì cái khung giấy của các bạn phải cũng phải theo hệ mét. Rồi bây giờ mình đưa cái khổ giấy A3 về hệ mét gốc, SC Enter, khổ giấy A3 từ đây qua đây là 420 và 297 mm. Bây giờ bạn muốn đưa về hệ mét rất là đơn giản, bằng scale giảm lại 1000 lần, 1 xẹt 1000, 1 xẹt 1000, nhập lệnh scale, SC Enter, chọn nó tượng, chọn điểm đặt, nhập 1 xẹt 1000, Enter, thì nó sẽ thu cái khung giấy A3 của các bạn giảm đi 1000 lần. Thì đây chính là khổ giấy A3 theo kích thước mét. Đây là y dùm kiểm tra lại, thì từ đây qua đây nó là 0,42, đây là các bạn 0,42 nè, và cái chiều cao của nó đang là chắc chắn là 0,297, đây 0,297 nè, do kết mình đang làm tròn nha, 0,297 và đây là 0,42, chính là khổ giấy A3 theo hệ mét rồi. Rồi bây giờ mình định tỷ lệ cho cái bản vẽ này như thế nào đây? Mình copy dự phòng ra một khung để mình đem qua bên model mình để đó. Giờ bạn kéo cái khung này lên bao nhiêu lần mà trùm phủ được cái hình này thì tỷ lệ nó là bấy nhiêu, thì cho nào? Thì trước tiên mình dò cái hệ số keo là bao nhiêu, mình gõ DLI, mình ghi cái thước mình đo, mình dùng lệnh DI distance để xem khoảng cách từ đây qua đây, lấy cành dài làm chuẩn. Rồi thì các bạn thấy là mình sẽ gửi cái file này kèm như bên dưới video để các bạn thực hành theo. Thì bạn thấy chiều dài của nó đang là 164 m, hay là bạn nhìn này, đa nè, x nè là 164 m, khoảng 164 m. Rồi trong khi tờ giấy mình kiểm tra ra bao nhiêu, DI từ đây qua đây, cái vùng mà thật sự mà chứa cái bản đồ á là có 0,39 thôi, khoảng 0,39, nên là bạn thấy là 0,39. Rồi như vậy thì mình tính ra coi cái hệ số kẹo lên bao nhiêu lần này, tính cái hệ số tỷ lệ của nó nè, bằng cách bằng lấy máy tính bằng bấm, bằng lấy là 162, nãy là 162, 163 gì đó mình quên rồi, nhấn lại coi, 164, còn cái này là 0,39, lấy máy tính bấm nè, 164 xẹt 0.39, enter, thì mình thấy nó ra là 420. Ok, thì vậy mình chọn tỷ lệ chẵn là 1/500. Ok, mình chọn lần 500. Thế là mình kéo cái khung này lên 500 lần, SC Enter, kéo cái khung này lên 500 lần, 500, Enter. Rồi sau đó bạn mua cái khung này vào khung A3, đây là tờ giấy A3, kéo lên 500 lần. Đó, thì khi mà các bạn in ra tờ giấy A3, cái hình bên trong đây nó đúng tỷ lệ 1/500, không sai được. Rồi đó là cách định tỷ lệ tại không gian model. Bây giờ tại layout thì làm như thế nào đây? Đây là cái khung giấy góc A3 theo tỷ lệ mà theo cái thước mét. Rồi mình đưa nó qua layout nè, và cũng bài setup nó luôn.
bài setup manager nè, new, rồi bạn tạo phôi giấy. Phôi giấy này cũng theo kích thước mét nha. Ok, rồi bạn đặt tên cho nó, quên mình quên đặt tên là mét đó rồi, new nè, rồi đặt tên khổ A3 hay mét nha, khổ A3 mét. Ok, chọn tên máy in ở đây, DWG to PDF đi, rồi gravity, mình không lấy cái file cái khổ này được đâu. Bạn vào bạn tạo khổ giấy mới nè, vào kết tên paper size, bạn click vào bổ sung, rồi bạn từ đầu nét, rồi cái này bạn nhập vào nó là 0.42, mình đang theo mét mà, 0.297, rồi đây là chiều ngang chiều cao nét, này là không, mình cho nó sát ra hết không, mình đang xác định cái vùng, mình đang sẽ đắp cái vùng nét, rồi bạn cứ nét đi, finish luôn, rồi save, bạn save lại, nếu bạn muốn lưu lại cho lần sau thì save lại. Rồi cái khung giấy bạn vừa tạo nằm trên cùng là đây nha các bạn, khổ giấy A3 nè, không, tên của nó là user đây, cái này nè, cái này nè, mở tạo lại cái này, rồi ok thôi được rồi các bạn, rồi các bạn chọn nó set current low xong rồi. Bây giờ việc còn lại là các bạn nhấn Ctrl V, bạn dán khung giấy này vào đúng vào vị trí đó, nhập vô là 0.0 enter xong, như vào đúng vị trí rồi, định tỷ lệ cho nó nhập lên MV enter, bạn bắt chéo bên trong khung giấy nè, rồi sau đó bạn dò tỷ lệ và là nhấp đôi chuột trái vào nè, để mình copy ra thêm một hình nữa, tại nó đang lấy cái khung bên đây luôn, copy ra thêm một hình nữa để làm cho bên layout cho các bạn kiểm tra, rồi lấy hình kế bên là cho layout, nhấp đôi vô nè, lấy hình kế bên này, Z enter zoom nó lên, R ra ngoài, nhấp đôi chuột trái hoặc là nhọt gõ BS enter cũng được, chọn khung nhìn, bạn dò tỷ lệ vào đây, bạn chọn tỷ lệ cho nó. Cụ thể mình dò thì nãy mình biết tỷ lệ là 1/500 rồi, giờ mình chọn luôn 1/500 chưa có, bằng vào trong kết tầm bằng lớp S 1/500, rồi quan trọng phải nhập cái này đánh số 500 nè. Ok rồi, ok luôn, chọn khung nhìn, chọn dò ở đây 1/500, ok đúng rồi, chuẩn rồi, nhập đôi chục cái vô, dùng P enter lệnh 3 nữa để mình canh lại. Như vậy là mình vừa định tỷ lệ tại không gian cả model và layout cho cái bản đồ theo hệ mét. Bạn nhớ cái khung giấy này nè cũng phải theo hệ mét, cái mấu chốt vấn đề là cái khung giấy này phải theo mét luôn, cụ thể là 0.42 thôi, là 0.97, cái hình của mình đang vẽ mét mà, thì nó sẽ dễ dàng cho các bạn định tỷ lệ khỏi phải tính toán nhiều. Đó là phần tỷ lệ. Bây giờ tới cái phần dim test. Thứ nhất là mình nói cái phần test trước, phần ghi chú lên trên bản vẽ. Để ghi chú lên trên bản vẽ thì các bạn phải tạo kiểu chữ, gõ lệnh ST enter, bạn chọn standard nha, chọn kiểu chuẩn nè, và click vào new, đặt cho nó cái tên, rồi test đi, test ghi chú. Ok, tích chọn vào annotate, chiều cao chữ in ra trên giấy, bạn nhập vào đây, giả sử mình mong muốn là 4 ly, cái width factor bạn giảm lại 0.8 là cái chiều ngang của chữ cho nó hẹp lại một chút. Đây là chiều cao của chữ trên giấy, lúc bạn in ra trên tờ giấy A3 bằng mấy thước bạn đo được đó, mình mong muốn là 4 ly. Bạn muốn mấy ly bạn nhập vào đây, được chưa nào? Rồi, sau đó mình apply, lấy mình đang lấy audio luôn, bạn muốn phong khác bạn đổi lại, mình đang để mặc định là audio. Rồi, apply. Low. Rồi, đã có kiểu chữ. Bây giờ mình ghi chữ lên trên bản vẽ này như thế nào đây? À, mình quên nữa. Cái bản vẽ này đang vẽ theo mét. Thì cái kiểu chữ, cái chiều cao này các bạn phải nhập theo mét nữa, chứ mình đang để mili là không được. Nếu bạn đang để theo mili thì một lát nữa mình phải tạo một cái tỷ lệ mình chia lại cho 1000, tức là từ mili mà quy về mét là chia cho 1000. Thì ở đây mình đang thôi, mình giờ thống nhất với nhau là mình để cứ để mili đi, rồi lát nữa mình tạo thêm một cái tỷ lệ, nhưng mà mình lấy cái tỷ lệ 1/500 mình chia cho 1000 trước khi mình ghi ở đây để cho các bạn. Rồi các bạn cứ để mili. Tiếp theo mình định dạng dim luôn, tí xíu mình chỉ các bạn ghi dim test luôn, giờ mình định dạng dim luôn. D enter, chọn ISO 25, bạn không có ISO 25 là do từ đầu bạn khởi tạo cái file CAD để bạn vẽ, bạn không có chọn đúng cái file ISO.dkt, thì để có bạn mở lên khởi tạo ISO.dkt, bạn ghi một cái thước, sau đó bạn copy cái thước bạn dán qua thì nó có, được chưa? Hoặc bạn khởi tạo một file CAD đúng chuẩn ISO theo hệ mét, sau đó bạn copy cái hình bạn đang vẽ nó dán vào trong không gian này là lưu lại, đó là một cách làm. Rồi bây giờ mình định dạng dim nè, D enter, chọn ISO 25, new, nhập,
đặt tên cho nó kích thước, một kích thước là đủ. Đối với bản đồ thì bạn nên tạo hai kiểu kích thước, một kiểu kích thước là có đường kích thước, một loại là không có đường kích thước và đường giống. Tại trên bản đồ thì người ta chỉ hiện con số thôi. Rồi, kích thước 1, mình đặt kích thước 1 đi ha, là có đường kích thước. Màu, bạn cứ chọn màu, cái này mình chỉ cho các bạn nhiều rồi, các bạn chắc quá quen rồi đúng không? Rồi, cái này cho 6 ly, cái này là mili hết nha, cái này là mili, cái này mình cho là 2.5 đi. 2.5 mili, khe hở giữa cái chân kích thước và cái hình. Mũi tên để mặc định, test. Rồi, bạn tạo cho nó một cái kiểu test dim, new. New nè, test kích thước. Test kích thước. Ok. Rồi, test kích thước ở đây, mặc định chiều cao để bằng 0, mặc định hết, đây 0.8. Bạn có thể đổi phông ở đây. Apply, load. Rồi, mình chọn lại là test kích thước. Mình chọn cái kiểu mình vừa tạo trong video trước, mình có chỉ kỹ rồi, các bạn xem video trước nha. Ở đây mình làm nhanh qua. Chiều cao của chữ in ra trên giấy, mình để 2.5, mình cho 3 ly để cho nó cao một chút. Rồi, màu sắc, bạn thích màu gì, bạn cho màu đó ở đây. Tiếp theo, qua bên cái tab fit. Trong cái tab fit thì bạn nhớ tới chọn vào annotate. Tôi chọn vào đây nè, tôi chọn vào Always Keep Text Between the Tension Line và Annotate Primary Unit. Lấy số lẻ ở đây, mét bằng lấy 2 số lẻ nha. Đối với mét bằng lấy 2 số lẻ. Bạn muốn chính xác hơn nữa lấy 3 số lẻ. Rồi mình đang lấy, để mặc định lấy 2 số lẻ. Bạn muốn lấy mấy số lẻ chọn ở đây. Milli mới bỏ hết số lẻ, còn mét thì bạn phải lấy số lẻ. Chứ nó không sai số rất lớn. Này bằng 1 đúng rồi, ok. Rồi bây giờ mình tạo thêm một kiểu kích thước nữa. Từ kiểu này, mình tạo thêm một kiểu nữa là kích thước mà no dim, no line á. Kích thước không có cái đường ngang, cái đường giống. Rồi đặt tên là kích thước 2. Continue. Cái kích thước này thông thường chỉ ghi cho trên cái bản vẽ, bản đồ, quy hoạch, bản phân lô, từng lô đất nè, từng cạnh đất. Nếu các bạn ghi luôn cái đường kích thước ra thì nó rất rối, người ta hiểu nhầm qua cái nét cạnh đất. Cho nên chỉ ghi hiện con số thôi. Thì bạn bỏ chọn là trong cái tab line nè, mọi định dạng giống nhau hết, chỉ có khác trong cái tab line thôi. Bạn bỏ chọn vô đây, tích chọn vô đây thì nó bỏ ra, bạn thấy nó bỏ ra không? Bên dưới là bỏ đường giống, subtract là bỏ ra, nó bỏ đường giống chứ hiện con số thôi, bạn chú ý cho nó. Rồi ok. Load. Như vậy mình đã có hai định dạng cái thước, một cái là có cái ghi chỉ hiện con số thôi, nhằm mục đích là để ghi cho những cái lô đất này nè. Còn cái có đường kích thước để cho các bạn. Rồi bây giờ mình ghi dim ghi test như thế nào đây? Trước khi ghi dim test, do đây là bạn vẽ theo hệ mét, nếu mà các bạn theo mili, bây giờ các bạn cứ ung dung mà ghi, bạn chọn đúng tỷ lệ annotate này, chỗ này là bạn ghi thôi. Chẳng hạn bạn vẽ tỷ lệ 1/500 chưa có vào cái tôm bạn tạo, bạn chọn đúng tỷ lệ 1/500 là ghi. Nhưng mà cái bản vẽ này nó là hệ mét, cho nên các bạn mà định dạng test và dim của mình đang theo milimét. Thay vì hồi nãy mình trong quá trình định dạng mình chia cho ngàn thì rất là phức tạp, thì bây giờ mình tạo thêm một cái tỷ lệ, mình chia cái tỷ lệ này chỉ để dành ghi dim và test thôi. Rồi lúc vào kết tầm, cái hình này đang tỷ lệ là 1/500 mà mình quy về từ mili mà quy về mét thì bạn chia cho ngàn, 500 chia ngàn ra 0.5. như vậy bạn lít vào s nè, đặt tên cho nó 1-0.5, 1-0.5. Rồi bạn nhập vào đây 0.5. ok. Tiếp theo chỉ có một kiểu là đủ rồi, tại bạn vẽ có một tỷ lệ thôi. Ok, đóng lại. Trước bây giờ nếu mà bạn để, bạn không chọn một, bạn để 1/500 mà bạn ghi cái chữ ra này, bạn ghi chữ nè, cho cái chữ hiện lên nè, bt đi, bạn ghi cái chữ rất là to. Rồi enter một cái nè, enter một cái nữa nè, rồi bạn gõ, rồi bạn ok một cái, thì cái chữ lúc này nó không có theo ý của các bạn, cho nên mình phải chọn cái ghi chú chỗ này nè. Đây bạn chọn cho đúng 1-0.5. Rồi 1-0.5 đúng rồi. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành ghi chú, test ghi chú cho hiện diện lên nè. Rồi các bạn ghi nè, dt enter, chọn điểm đặt dòng chữ, không có quay, enter. Rồi bạn cứ gõ ra, rồi enter xuống dòng, gõ tiếp, không enter thì nó ok. Còn nếu mà bạn đang để chỗ này, hồi nãy mình ban đầu mình đang để là cái test kích thước, nó không phải test annotate, cho nên nó bạn ghi nó ra thấy nó ra bình thường. Mình đang xài test ghi chú nha, thì nó ok nè các bạn. Cái 1-0.5 này là để dùng để chỉ để ghi cho dim test thôi, tại vì dim test mình đang mặc định cái nó định dạng theo milimét, mà nếu mà mình quy về mét thì có rất là nhiều thông số phải chia, ví dụ như d enter nè, bạn phải lấy tất cả những con số này chia cho ngàn,
này, tất cả những con số này chia cho ngàn trước khi nhập vào thì nó rất là phức tạp đúng không nào? Ví dụ chiều cao đi, chỗ này bạn không nhập 3 được mà phải chia cho ngàn trước khi nhập vô, tức là 0,003 thì phức tạp, quá nhiều giá trị, rất là phiền, cho nên mình không có chia ở đây mà là mình tạo một cái tỷ lệ riêng để mình ghi dim test. À, mấu chốt vấn đề ở chỗ này là tạo thêm một cái tỷ lệ annotate bên dưới này để ghi dim test. Thì cái hình này tỷ lệ là 1/500, thì các bạn lấy 500 bạn chia cho 1000 thì nó sẽ ra được là 0.5, bạn tạo là một cái thêm một cái tỷ lệ là 1/0.5 để mình ghi cho dim test thì nó sẽ ổn. Rồi bây giờ giả sử các bạn không có cái dim này, bạn để 1/500 bạn ghi thì nó như thế nào đây? Để 1/500 mình ghi test ghi chú này, thì cái chữ rất to, cái tên enter chọn điểm xuất phát nè, enter là bạn gõ đi, cái chữ sẽ rất to này, enter một cái các bạn thấy cái chữ rất to nè, đây, chữ rất to, nó to hơn 500 lần, to 500 lần, cho nên mình mới tạo một cái kiểu 1/0.5 là như vậy. Tiếp theo bây giờ các bạn ghi test thì bạn ghi cái thôi, là bạn copy ra rồi bạn sửa lại nội dung, chỉ cần ghi một cái thôi, F8 này là bạn copy ra rồi bạn sửa lại nội dung, thì khi mà bạn in ra trên tờ giấy cái chữ này nó cao đúng bằng 4 ly giống như bạn đã định dạng, không sai một ly nào hết, không cần phải canh gì hết. Bên đây bạn ghi cũng tương tự thôi, cách ghi bên model layout gì tỷ lệ cũng giống nhau hết. Rồi trường hợp định tỷ lệ tại model layout, cách ghi dim test giống nhau, tại mình hoàn toàn ghi tại model mà bản vẽ nó có một tỷ lệ thôi. Bây giờ mình ghi dim, ghi thước á, thì mình ghi cái thước hai trước đi, cái thước hai mình chỉ cần ghi con số thôi, thì bạn cũng phải chọn cho cái này hiện lên nè, 1/0.5, tỷ lệ của cái hình này là 1/500, thì bạn tạo thêm một chữ dim lấy 500 chia cho ngàn, tức mình quy về mét á, 500 chia cho ngàn ra 0.5, rồi bắt đầu mình ghi. Nói lên nhắc lại, cái 1/0.5 này là dùng để ghi riêng cho dim test thôi. Rồi, đây là y, cái này cái thước lệch không nè, cái thước lệch ghi DAL, cái hàm cần ghi cành đất này, bạn thấy chỉ hiện ra con số thôi nè, nó không có hiện ra cái đường kích thước đó. Thì nếu mà hiện ra được cái thước thì bạn phải chọn cái dim 1, cho nãy mình chọn hai, mình định dạng hai cái thước nè. Đây, đó, bạn thấy nó hiện ra được cái thước nè, cái này thì hiện ra, còn cái này thì không hiện. Thì bạn chú ý khi định dạng cái thước á, muốn không hiện ra cái thước thì bạn chọn định subtract bỏ cái dimension line và cái tension line ra, đó, bạn chú ý cho đó. Cứ như thế này bạn ghi tiếp cái thước cho những chỗ khác. Đây là AL, đây AL là phím tắt, mình ghi khoảng cách từ đây đến đây là bao nhiêu mét đó, bạn thấy nè, này có cái thước, còn cái này là không có đường cái thước và không có đường giống luôn. DAL enter, mình ghi tiếp khoảng cách này, nó chỉ hiện ra con số thôi, bạn ghi là hiện ra con số thôi nè. Rất là gọn. Bạn chú ý khi vẽ phân lô đất nền, bạn chú ý những cái bản đồ quy hoạch những cạnh đất này thì không có ghi cái đường kích thước ra nha, rất là rối, ta sẽ dễ hiểu lầm qua cạnh đất. Bạn thấy đó, nó báo cho chọn độ dài từng đoạn luôn á, 17.1, 3.8, rất là tiện đúng không các bạn? Rồi, đó là cái cách mà định dạng dim test và ghi lên trên bản vẽ, vẽ theo hệ mét. Rồi, các bạn chú ý để mình có thêm một cái hiểu biết về vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn biết cách để mình ghi dim test cũng như định tỷ lệ cho bản vẽ mà vẽ theo hệ mét lên trên bản vẽ. Đó là một cách làm. Các bạn có thể có cách khác phù hợp hơn các bạn hoặc nhanh hơn, các bạn chia sẻ ở bên dưới nha. Có nhiều cách làm, Thắng Lê nhắc lại, có nhiều cách làm, không phải có một cách duy nhất này nha các bạn. Có nhiều cách để các bạn làm, để mục tiêu của các bạn cuối cùng là in ra một cái tờ giấy đúng tỷ lệ và cách làm nhanh nhất, tiện lợi, dễ dàng cho mọi người. Đó là cách mà các bạn nên chọn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Anh chị và các bạn có nhu cầu học CAD online hoặc là mình học trực tiếp với thằng Lê, vui lòng liên hệ thằng Lê qua số điện thoại này hoặc là Zalo cùng số. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Khi xem video có gì chưa rõ, các bạn comment hỏi bên dưới, thằng Lê sẽ trả lời hết câu hỏi của các bạn. Cảm ơn các bạn.